các bạn gầu, nhờn, bết và hay ngứa, khiến bạn cảm thấy mất tự tin mỗi khi giao tiếp. Bạn đã sử dụng nhiều cách nhưng vẫn không hết. Hãy cùng tham khảo qua Dr. Hair Foligan Anti Dandruff. Foligan Anti Dandruff nằm trong top 3 dầu gội bán chạy nhất của nhà Dr. Hair. Vậy, lý do tại sao em này lại nằm trong top 3? Cùng tìm hiểu nhé. Trong dầu gội sẽ chứa các hợp chất thuộc hệ làm sạch và kháng khuẩn như Bioactone, Salicylic Acid, Niacinamide, giúp cho dầu gội này giảm gầu 47,1%, giảm ngứa 82,2% sau 2 tuần sử dụng. Thứ hai, em này cũng sẽ có chứa biotin pantenoid, củng cố nang tóc, giúp cho hỗ trợ mọc tóc và làm tóc chắc khỏe hơn. Thứ ba, thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như rau má, cỏ xà hương, oải hương, bạc hà, cúc la mã, làm cho các bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi sử dụng. Dầu gội anti dandruff phù hợp cho những da đầu dầu, ngứa, bết, những người đang gặp phải vấn đề liên quan tới gầu, ngứa và viêm. Follow nhà Dr. Fair để cùng biết thêm nhiều thông tin thú vị nhé.